Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đến với một video nữa. Anh gà đấy nè. Lần này thật sự là mình sốc khi mà anh gà đã chỉnh sửa cái hệ thống rank một cách bất ngờ thình lình. Tự dưng reset rank, tôi tưởng tất cả mọi người đều ở bạch kim 2 và kim 3 để cùng tôi leo. Không các bạn ạ, cao thủ nó đứng ở tận kim cương 2, nó cách mình 500 điểm. Và những người ở thách đấu họ ở tận kim cương 4 và họ hơn mình đến 725 điểm, 730 điểm. Tôi không biết là tôi phải leo kiểu gì và trong khoảnh khắc đấy tôi đã rất tuyệt vọng. Nhưng một động lực vô hình đã khiến cho tôi cố gắng leo thách đấu lên bằng được, khi tôi biết được rằng là 4150 điểm và sẽ lên thách đấu. Và tôi đã cố gắng hết sức leo, nhưng thực ra điểm lên thách đấu là 4175 hay sao các bạn ạ. Và thế là mình đã leo thách đấu trong suốt 2 ngày qua. Mình leo gọi là từ tận bạch kim 3, leo đến thời điểm hiện tại là mình đang được đó là 4392 điểm. Và mình đã lên được đó là thách đấu 4 các bạn ạ. Nói chung là một cái thách đấu 4 thì tức là mình đang nằm ở trong top 100 đến 300 các bạn nhá. Mình mặc dù là mình đã xuất phát điểm chậm hơn, nhưng mà được cái một điều là mình leo rất là chăm. Và đặc biệt nhất là mình lại còn bắn điện thoại, nên là thật sự đây là một sự cố gắng rất là lớn của mình. Cho nên là gọi là bây giờ các bạn hãy cùng mình theo dõi cái hành trình mà mình leo lên thách đấu các bạn nhá. Cái hành trình mà mình leo lên đó là thách đấu mùa 25 từ bạch kim 3 0x2, để xem các bạn xem là mình đã phải leo khổ sở như nào với thiết bị đó là mobile lần đầu tiên mình phải leo thách đấu các bạn nhá. Let's go baby. Lúc mà ăn vô trận ấy là một cái cứt tê, cái bong bò của anh Thu còn chưa kín lại. Ôi, mấy chục con boss nó ở trong bo kìa. Ôi, vãi lìn à. Mấy con boss nó tập trung, nó quay vòng lại với nhau cho mình bắn này. Mấy con boss không bắn nhau thật à. Tao thích bắn với boss rồi nha. Tao thích bắn với boss rồi nha. Ôi. Ôi, không, nó bắn nhau kìa. Ôi trời trời trời, biết thế tao cầm một mày, tao cầm hết đạn sụp chưa không? Bắn lén tao mày. Trời ơi kill. Trời ơi kill. Trời ơi kill. Kill. Oh my god. It's unbelievable. Wow. Oh yeah. Ôi, PC cộng ít điểm lắm, chơi mobile thôi. PC cộng ít điểm lắm, nhưng mà quả bắn sướng tay vãi. Cây đi. Bơ dao. Em theo. Nóc 1. Hay quá. Ok. Easy. Hai thằng vừa là. Lìa luôn. Thôi đi, bèo quay có con bot tên là kill rồi, nóc 7 mẹ. Lối kỹ thuật. Ui. Chị vật liệu ra đây, bị nó bắn chết không em? À, cái đi ơi, không sao. Tốt hơn. Bắn lén được một tăng cái tâm 1. Bắn lén, đừng bắn lén. Ui, điều bot nó dài ơi. Bot nó dài. Ông cắn trộm 23 điểm. Đây anh Hùng ơi, hai thằng xuống là 210. Có một thằng tôi còn lại bố. À cái thằng kìa. Kìa thằng kia khác, nốc ơi. Thì hai thằng mà. Để anh chọn lưu cho, anh làm được. Bùng nổ đến tuyên quang. Nốc 1. Bùng. Thấy không? Bùng máu. Ui rồi. Què vậy. Ai ôi, bắn đông bên kia rồi, một thằng yếu lắm rồi. Trời ơi, tí nữa cân 2 đấy Kelly. Sao top 2 được rồi. Nhưng mà tí nữa cân 2 rồi. Ai da. Nghe thằng kia mà. Ông chơi AWK mờ tự gắn hết rồi. À nhầm. Ném lưu. Không có thằng vừa phin xe máy đây, đâu biết nó chết chưa em? Em biết rồi, nó mới tem luôn. Sao phin xe máy có đến phin như siêu nhân vậy ta?
Nóng 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 nóng. Đi xe máy nóng rồi. Thế à, cái gì vậy nè? Thằng này nó chết luôn rồi. Ô cái gì vậy nè? Mày ra đây. Mày biết tên kênh của ta là gì không? Hung Akira Mobile. Mày nghĩ tự dưng ta đặt tên đấy à? Thực ra Mobile là vũ khí tối thượng của Hùng. Bình thường Hùng chơi máy tính bởi vì là để tránh việc lộ ra là vũ khí mặt Mobile. Nhất bạn rồi. Top 1 Thật nữa là tên. Má mày rùa quá. Trong nhà có đấy anh Hùng ơi. Cũng phải min nổ. Hai tim, hai tim. Thằng ngoài nốc này, thằng ngoài nốc này. Anh đục Skyler này. Rồi, chết hai, chết hai. Thằng kia nó ăn cứu hay như nào ấy? Nó ăn cứu ấy, nó ăn cứu ấy. Nó lại bỏ cứu rồi. Mẹ, cục cơ bóng. Thế anh Hùng của tao bắn mà. Hùng làm được. Tí nữa là Hùng can do it. Ai móc dâm. Dâm very nhiều. Em for anyone. Ok, don't worry. I can do it. Lep. I know. Oh no. My trình độ in on mobile is not good like you. Sau thẳng đá, trên thẳng đá. Ok, I know. Đập keo hồi mói thôi. Hùng. No, cô bình tĩnh có sống được không? Ai bắn vào him rồi. Oh yeah. Lên kêu Hùng bố rồi. Hùng AWM phiên bản mobile. Anh cũng vừa bị giật cái. Em bị lag rồi, em bị đứng màn hình rồi anh ạ. Được. Mày đây không chết ạ. Tìm chỗ ăn đi anh. Trốn xuống gầm cầu. Mẹ sùa lắm. Bạn ơi, chơi từ từ từng tặng vào một con. Đúng rồi. Ok. Chơi từ từ từng tặng vào một như thế có phải chuẩn không? Đúng kịch bản. Diễn viên quần chúng này đạt. Anh đạo diễn ơi, cộng lương cho hai đứa này em với x2 lương luôn. Anh cho em lên TV DM if versus error đấy. Ờ, cảm ơn PT nhá, anh không chọn thông qua donate nha em ơi. Thề luôn, có một đống xác mà chả lút được đồ xác nào cả. Có một đống xác mà chả lút được đồ xác nào cả. Wow, hai đứa chứ. Không sao. Thay vì gãy thì mình đã làm rất là tốt. Ui. Còn có đứa trong đây nữa. Anh không biết được. Anh không biết được. Ê,
là đéo biết được luôn đấy. Chiều này trận cuối rồi các bạn ạ. Em có thể khẳng định một điều. Ok nhé. Các em có xu đấy. Thì ta đây là khi đầu tiên rồi. Chết rồi. Sợ nhau thì bó quá. Nghe được rồi. Ai ôi. Cháu vỡ đầu rồi. Quảng ra các bạn thẳng mặt. Bắn máy tính kiểu. Ok ok ok. Rồi, ok ok ok, 216 máu đó. Bắn máy tính kiểu tương tác được nhiều hơn. Ui, cô, địch, cô ơi. Ok, để em cứu em rồi. Ok. Tao coi. U là trời. Chơi đi. Cái red zone, cái red zone chơi kiểu mày muốn tập chết hay gì á. Cô biết quay video không cô? À thế quay đúng rồi. Điện thoại cô quay nó bị lag ấy, nó không được. Nó quay quay vài giây. Ok, đầu mắt mày gặp gió Lida mày. Con khứa này, con khứa sau bờ rào. Cứu anh. Ok. À, nó tính mua để cứu, đéo kịp mua. Anh có sửa cây lơ. Yếu rồi. Thế này yếu rồi. Khó quá nhở. Ok ok ok. Yếu thật mà. Yếu thật mà. Nhưng mà mỗi tội là anh bắn điện thoại nó bị Camarun. Cái điện thoại luôn đó bà. Hết keo rồi anh. Đứa đứng đây anh vẫn bị bắn được ấy. Rồi, em lại có nốt cục máu. Không phải hết keo nhưng phải cứu tất cả luôn đi. Để đứng đây Skyler đục chết sao. Ui, cậu đấy mất dạy vai. Cô ơi, được á cô. Cậu này hơi được á nha. Không sao, bây giờ nếu mình làm tốt thì có thể làm một viên M79 chết luôn hai thằng. Thật. Nếu mà mình làm tốt thì có thể làm một pha ở ma một viên M79 chết hai thằng luôn, hoặc là hai viên. Ê luôn á. Nó bị cái cổ M79 nó bị ngửa lên trời, đeo hạ nó xuống được. Nó bị đơ, đeo hạ nó xuống được. Hạ cái nòng của M79 mai trông như một con boss à. Ê, tôi hạ cổ M79 gần chết, cuối cùng nó cũng quay được xuống là mình bắn đứa con gái.